24. Lệ tự ở tu trình cửu hoa sơn trí. Nam giới quốc 26, 1937. Chân như Phật tánh chống sanh và Phật đồng thể. Tại phàm tròn giảm nơi thánh không tăng. Dấu hữu tánh đức tuy đồng, tu đức khác biệt. Nên đến nỗi chúng sanh và Phật khác xa, khổ vui khác biệt bởi vậy. Chứ phải vì thuận tánh tu hành, do đấy bỏ vọng về chân, trái trần, hợp giác. Đoạn sạch phiền hoặc, triệt chứng cho như Phật tánh sẵn có trong chính cái tâm này. Vì thế được yên trụ trong tịnh quang, vĩnh viễn hưởng pháp lạc niết bàn thường trụ. Chúng sanh vì nghịch tánh mà tu, do vậy mê chân đuổi theo vọng, trái giác hiệp trần, khởi hoặc tạo nghiệp, hoàn toàn bị mê nơi chân như Phật tánh sẵn có trong chính cái tâm này. Do vậy thường trụ trong sa bà, luôn chịu nỗi khổ hiển vọng luân hồi trong sáu nẻo. Do chư Phật thấy chúng sanh về tâm thể thì đồng nhưng tâm tướng lại khác, nên thường xót khôn ngàn, chẳng nài khổ nhọc phát hoàng thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Bởi coi hết thảy chúng sanh đều là Phật vậy. Vì thế kinh Phạm Võng nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lại nói, ông là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. Thường tin được như vậy thì giới phẩm đã chọn đủ. Bởi lẽ nếu đã tin chính mình là Phật trong tương lai, chắc chắn sẽ chẳng chịu tùy thuận, chẳng chịu tùy thuận phạm tình tạo nghiệp sanh tử. Chắc chắn lập tức tiếp nhận lời Phật dạy tu đạo Bồ Đề. Có kẻ mê muội cạn, túc căn sâu xa, vừa nghe lời Phật dạy để được liễu ngộ, tiếp nhận phục hành. Có những kẻ mê muội sâu xa, túc căn nồng cạn, vừa nghe lời Phật dạy liền ngược ngạo sanh lòng phỉ báng, hoặc còn hủy diệt cho hết sạch, chẳng còn sót gì, bởi họ coi Phật là chúng sanh vậy. Dùng cái tâm chúng sanh tham sân si của chính mình để suy lượng tâm Phật, cho những gì Ngài nói, Ngài đã nói đều là những lời dối trá, nhằm lừa bịp ngu phù ngu phụ, tuần phụng giá pháp của Phật, hoàn toàn chẳng chân thật, chẳng thể tin cậy được. Nếu hư tin theo sẽ vĩnh viễn đi vào nẻo mê, không cách gì thoát ra được. Đối với loại chúng sanh ấy, tâm trừ Phật chọn chẳng có một niệm vứt bỏ, càng sanh lòng xót thương, yêu tiếc gấp bội. Như kẻ mắc bệnh cuồng đánh chửi cha mẹ chẳng trị tội, mà lòng càng thêm thương xót, biết hắn đã mất bản tâm rồi. Nếu lành bệnh cuồng sẽ tự chẳng mắc lỗi ấy. Nếu là kẻ mê cực sâu, từ kiếp này sang kiếp khác cũng khó tỉnh ngộ, cho nên chư Phật thệ nguyện độ thoát chúng sanh đến hết đời vị lai. Những vị Bồ Tát đã chứng pháp thân, không vị nào chẳng đều như vậy. Những kẻ do tự tư tự lợi bèn báng Phật, nếu biết được nghĩa này, há chẳng thẹn đến chết ư? Kẻ mê cạn, túc căn sâu, xưa nay chẳng thiếu người, này nêu lên những trường hợp đặc sắc nhất, như Thừa tướng Trương Thương Anh đời Tống, cư sĩ Trùng Đại Lãng thời Minh. Thương Anh thoạt đầu chẳng biết đến Phật Pháp, do đến chơi một ngôi chùa, thấy kinh Phật trang nghiêm thủ thắng, giận dữ nói, sách của người Hồ lại được trang nghiêm như vậy, sách của Bậc Thánh nước ta vẫn chưa thể sánh bằng. Tôi đến cầm bút rên gì, không viết được một bài nào. Phu nhân là Hướng Thị khá tin Phật, thấy vậy bèn hỏi chồng rên gì vì chuyện gì. Ông đáp, ta định viết bài luận chứng minh không có Phật. Phu nhân nói, đã là không có Phật cần gì phải luận nữa, mà ông đã từng đọc kinh Phật chưa vậy? Đáp, ta đời nào chịu đọc lại kinh ấy? Phu nhân nói, đã chưa đọc kinh của người ta thì dựa vào ý nghĩa nào để luận định đây? Ông bèn thôi, sau đấy ở chỗ bạn đồng liêu, thấy trên bàn có cuốn kinh Duy Ma Cật, bèn ngẫu nhiên mở ra xem, cảm thấy từ lý cao siêu tuyệt diệu, nhân đấy bèn thỉnh về đọc cho hết. Chưa được quá nửa, bèn sanh lòng hối hận, ngộ đạo lớn lao, phát nguyện, hết báo thân này hoàng dương, pháp hóa. Đối với giáo lẫn tông thải đều tâm đắc, soạn cuốn Hộ Pháp Luận cực lực tán dương, luận ấy được đưa vào đại tạng. Ông ta vào triều làm thừa tướng đời Tống Huy Tông, lúc ấy hạn hán đã lâu, ngày đêm đó trời liền đổ mưa ngọt lai láng. Huy Tông viết hai chữ to Thương Lâm thưởng cho ông. Ấy là lấy ý nghĩa trong thiền thuyết mạng của sách Thương Thư, nhược tế đại hạn, dụng như tác lâm vũ, như gặp năm bị hạn hán to, dùng người như được trận mưa dầm để khen ngợi vậy. Trùng Đại Lãng, người trấn Mộc Độc, Tô Châu, cha mẹ cầu đảo Quán Âm sanh được ông, thuở nhỏ theo cha mẹ lễ tụng, nhưng đến khi đi học, nghe được cái học của đạo nho, bèn lấy việc hoàng dương đạo nho làm trách nhiệm của chính mình, do vậy chẳng những không lễ tụng, mà còn tự tiện viết văn báng Phật. Về sau, đọc bài tựa cuốn Tự Tri Lục của Liên Chỉ Đại Sư mới biết hổ thẹn, chẳng còn báng Phật nữa. Đọc Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, ông liền phát tâm học Phật, làm cư sĩ, rồi nghiên cứu các sách của Thiên Thai và Thiền Tông, mỗi mỗi đều có sở đắc. Bèn lễ môn nhân của Hám Sơn Đại Sư xin xuất gia, pháp danh là Trí Húc,
tựa là ngẫu ích. Giới hạnh trong sạch như băng tuyết, kiến địa sáng tỏ như nhật nguyệt, nhưng ngài chú trọng một pháp tịnh độ, do chúng sanh đầy mặt chẳng nương theo Phật lực, quyết khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Cả đời hoằng pháp chẳng làm trụ trì, do thường ngụ tại chùa Linh Phong ở núi Bắc Thiên Mục, nên người đời sau thường gọi ngài là Linh Phong, chứ thật ra ngài chẳng phải là chủ nhân của Linh Phong. Như bọn Hàn Âu Bán Phật chỉ căn cứ theo những hành vi luân thường gần gũi của đạo nho và lấy lễ nhạc hình phạt, sự cai trị để luận, chọn chẳng dẫn kinh văn nhà Phật để luận. Do vậy, viết những lời chê bai của bọn họ đều là chưa thấy màu sắc đã bàn luận mù quáng. Họ Hàn, Hàn Dũ, do gặp được thiền sư Đại Điên, họ Âu, Âu Dương Tu, do gặp được đại sư Minh Giáo mới hơi biết về Phật nên chẳng thể hoằng dương như họ Trương, họ Trung được. Như những ông Châu, Trình, Trương, Châu, đời Tống là người tiếp nhận được đạo tâm truyền của Khổng Mạnh, xét về nguồn gốc đều do học Phật mà được. Ông Châu Mậu Thúc, người cực thuần hậu, chọn chẳng bán Phật một chữ, hay ông Trình, họ Trương và họ Châu thì ngấm ngầm khâm phục, ngoài mặt chống đối, họ lấy những ý nghĩa sâu thẳm trong kinh Phật để giải thích kinh điển đạo nho, sợ người đời sau bảo những gì họ nói đều phát xuất từ kinh Phật, bèn cực lực bám bổ thật sự, thật lý nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo do Đức Phật đã nói, cho là Phật bịa chuyện để làm căn cứ gạt gẫm ngu phù ngu phụ tin thờ giáo pháp của Phật, chứ thật sự không hề có chuyện ấy. Từ đấy trở đi, phàm là nhà nho đều chẳng dám nói đến nhân quả, sợ bị người khác công kích là dị đoan. Phàm bọn lý học đều lén lút xem kinh Phật để tự hùng, nhưng đều cực lực bán Phật để tự củng cố địa vị danh tiếng, đến nỗi cả lúc càng đi xuống, cho nên mới diễn ra thảm kịch tai họa liên miên, dân không lẽ sống. Nếu như mọi người đều đề xướng nhân quả sẽ hoàn toàn chẳng đến nỗi cùng cực như thế này. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân chỉ thiên hạ, để chư Phật độ chúng sanh. Bỏ nhân quả đi sẽ không thể lập ra cách nào khác được. Này để loạn đến cùng cực, mong cõi đời yên ổn, mà nếu vẫn chẳng lấy nhân quả làm gốc thì cái họa mai sau sẽ còn thê thảm kịch liệt hơn nữa. Kỷ Hoa Sơn là đạo tràng ứng hóa của Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã chứng pháp thân từ lâu, đã thành Phật đạo, nhưng chẳng ở địa vị Phật, do phát nguyện độ hết chúng sanh mới chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống thể chẳng thành Phật, tâm xót thương chúng sanh, chịu nỗi khổ sanh tử sâu đậm, thiết tha không cách nào diễn tả được. Vì thế khi Đức Phật vì mẹ thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, mười phương thế giới chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ đều đến dự hội, dẫu dùng Phật nhãn vẫn chẳng thể tính biết được. Những vị Phật Bồ Tát ấy đều do ngài Địa Tạng giáo hóa nên mới đắc đạo quả, nhưng ngài Địa Tạng vẫn hiện thân dưới hình thức thanh văn. Ngoài việc hiện đủ mọi loại thân để thuyết pháp cho mười phương thế giới ra, ngài lại thường trụ trong chốn u minh khổ sở tột bậc để cứu độ mười phương chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng tán thán tấm lòng sâu thẳm, hưng lòng từ vận lòng bi của ngài. Đại sư Ngẫu Ích vừa đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, liền phát đại Bồ Đề tâm. Do Đức Địa Tạng là thầy của chư Phật, là mẹ của các Bồ Tát, vẫn còn miệt mài chuyên chú độ bọn ta. Nếu bọn ta chẳng coi ta và người cùng thoát sanh tử là chí hướng sự nghiệp thì cô phụ tử ân cũng lớn lắm thay. Bồ Tát thị hiện giáng sanh tại nước Tân La vào đời Đường, trước thời Đường Cao Tông vốn có ba nước Cầu Ly, Tân La, Bách Tế riêng biệt. Đường Cao Tông diệt Cao Câu Ly, đất đai của Bách Tế đều gục vào nước Tân La, hợp thành một nước. Thời Ngũ Đại Vương Kiến kế thừa nước Tân La, đặt quốc hiệu là Cao Ly. Từ đầu đời Minh đến nay, đặt tên nước là Triều Tiên. Người ta thường cho Tân La chính là Tiêm La, thật lầm vậy. Dòng dõi nhà vua họ Kim, tên Kiều Giác, đến năm Vĩnh Huy thứ tư 653, đời Đường Cao Tông sư đến núi Kiểu Hoa. Sự khổ hạnh tu tập của ngài trong cõi đời không ai hơn được. Thức giả coi ngài là Địa Tạng thị hiện. Xin coi chi tiết trong sơn trí, ở đây không cần phải viết nhiều. Nhờ những kẻ cầu nệ hẹp hòi chẳng biết hành trạng, phân thân ứng hóa trong cõi nước nhiều như số vi chuẩn của Bồ Tát, thường nói vị Địa Tạng này chẳng phải là Địa Tạng trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Nếu vậy thì cũng có thể nói Bố Đại Hòa Thượng chẳng phải là đương lai hạ sanh Di Lặc Bồ Tát hay sao? Núi này kể từ khi được Bồ Tát kiến lập đạo tràng trở đi, sau nhiều năm tháng sâu xa, bao lượt đổi thay, đến nỗi sách vở thất truyền. Đến thời Gia Tĩnh nhà Minh mới biên tập sơn trí, từ thời Vạn Lịch Sùng Trinh nhà Minh cho đến Khang Hy Cản Long Quang Tự nhà Thanh, trải qua 6 lần biên soạn sơn trí đều do triều đình chủ trì, do nho sĩ biên tập. Đối với lòng hoàng tử đại bi của Bồ Tát, ý nghĩa tình diệu của pháp môn đều chưa nêu tỏ được,
nên chẳng khác gì những sơn kinh thủy trí tầm thường, thật đã mất đi ý nghĩa của một đạo tràng vì nước cầu an, vì dân chúc phước nơi danh sơn, nhưng cũng không có câu chữ nào hề báng Phật Pháp. Bộ sơn trí thời Quang Tự, khi Châu Sơn Môn tu chỉnh đã đưa thêm vào rất nhiều lời văn hủy báng, hòng phô phàng chi kiến cao minh của chính mình, buộc tăng chúng bỏ tiền, nhưng bản thảo vẫn giữ tại cung đường nơi huyện lỵ, không cho phép khắc in, tôi chẳng biết ý ông ta như thế nào. Do ông Lý Viên Tịnh xin tu chỉnh, tôi bèn cậy cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh xem xét hiệu đính, nhờ thầy Đức Sam biên tập, sách đã hoàn thành, hết thảy nhân duyên thành tựu trong lời bạc của thầy Đức Sâm, nơi quyển cuối đã nêu cặn kẽ, ở đây không nhắc lại nữa. Do vậy trình bày đại lược lòng đại từ bi sâu xa của Bồ Tát, hỏng người thấy kẻ nghe ai nấy đều sanh chánh tín, ngõ hầu cậy vào từ lực của Bồ Tát, thoát khỏi nỗi khổ viễn vọng, được sự vui rốt ráo. Nhân đó bèn tán rằng: đại sĩ thệ nguyện bất khả trắc, vận bi châu biến trần sát quốc, chúng sanh tận hậu thệ phương hưu, địa ngục không thời nguyện thì tức, thọ hóa đa thành vô thượng đạo, tự thân do thị thanh văn tích, chỉ duyên danh sanh Phật tánh duy nhất, dục linh đồng hoạch cứu cánh tức. Đại sĩ thệ nguyện há thể lường, lòng bi trọn khắp cõi vô ương, chúng sanh độ hết mới xong thệ, địa nghịch địa ngục trống rồi nguyện mới thôi. Giáo hóa nhiều người thành Phật đạo, tự thân vẫn hiện tướng thanh văn, chúng sinh và Phật tánh vốn một, cùng muốn ta người chứng Pháp Vương. 25. Lời tựa cho cuốn Nhật Tụng Kinh Chú Tuyển Lục, năm Dương Quốc 18, 1929. Phật Pháp không gì lớn lao chẳng bao trùm, không điều nhỏ nhặt nào chẳng được nêu lên, chỉ có Phật và Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Bậc Đăng Địa Bồ Tát vẫn chưa thể thấu hiểu triệt để, đến tột nguồn tận đáy được, vốn là phàm phu sát đất để dẫy hoặc nghiệp ư, nhưng rút lấy những ý nghĩa trọng yếu trong giáo pháp nhà Phật thì chỉ là mong sao chúng sanh hiểu rõ tự tâm, chứng Phật tánh triệt để. Muốn hiểu rõ tự tâm để chứng Phật tánh, ắt phải dùng giới để trói buộc cái thân, dùng định để dứt vọng, dùng huệ để đoạn hoặc, ngõ hầu có thể tự thoát khỏi sanh tử viễn vọng, chứng niết bàn chân thường. Về thứ tự tu trì thì nên lấy việc mở mang tri kiến của chính mình để dẫn đường, dùng tín nguyện niệm Phật làm chánh hạnh, lấy vạn thiện trang nghiêm làm trợ tu. Vì thế sách này xếp Kim Cang Kinh lên đầu, rồi đến Tâm Kinh, Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm, Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương, A Di Đà Kinh, Vãng Sanh Chú, Niệm Phật Khởi Chỉ Nghi, Nghi Thức Niệm Phật, Phát Nguyện Văn và các chú đại bi chuẩn đề, hoặc kiêm trì các thứ, hoặc chuyên trì một thứ, đều nhằm để giúp cho sự tu trì tịnh nghiệp, ngõ hầu triệt ngộ. Ngũ uẩn vốn là không, các pháp chẳng có tướng, hành khắp muôn hạnh nhưng chẳng thấy tướng năng hành, chuyên trí niệm Phật mà hiểu rõ tâm làm, tâm là. Tu được như thế sẽ nhanh chóng ra khỏi đường mê, lên thẳng bờ giác. Ấy là vì chúng sanh đời mạt chứng sâu huệ cạn, nếu chẳng cậy vào Phật lực, thật khó thể giải thoát. Bởi một pháp niệm Phật chính là pháp môn vô thượng, thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh. So với hết thảy những pháp cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hồng liễu sanh tử, thì khác biệt một trời một vực. Lại muốn cho sơ cơ hành nhân biết sâu xa nguyên do của các pháp môn, hai chúng tại gia trong cuộc sống hàng ngày và trong đơn thường có thể dung thông cả trần lẫn tục, chọn hết cả Phật lẫn nho, nên bèn in kèm theo cảm ứng thiên âm chất văn, giác thế kinh và những khai thị về tu trì tịnh độ để làm quy củ chuẩn mực, hồng cải ác hướng thiện, hướng lành tránh giữ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, ngõ hầu ngay trong đời này, liền vượt ra ngoài tam giới lục đạo, vào thẳng chín phẩm sen bảy báu. Nguyện những người tu đều cùng ra sức chú ý. 26. Lời tựa sách Tịnh Độ Thiên, năm Dân Quốc 20, 1931. Pháp môn tịnh độ thích hợp khắp ba căn, đối với người tại gia lại càng khẩn yếu, vì người tại gia ai nấy đều có công việc, chẳng dễ gì tham cứu những pháp như thiền giáo vân vân được. Chỉ có pháp niệm Phật này là khế lý khế cơ nhất, thật thà các cúi niệm Phật, niệm đến lúc nghiệp tận tình không, thì bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, như lai tạng, diệu trần như tánh, thảy đều tỏ lộ trọn vẹn sát sao, đến khi lâm chung chắc chắn lên thượng phẩm. Nếu như căn cơ kém hèn, chưa thể nghiệp tận tình không, nhưng do lòng thánh tin tưởng chân thật, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, ắt sẽ có thể cảm ứng đạo giao với Phật, đích thân được Phật tiếp dẫn, liền được đới nghiệp vãng sanh. Tịnh độ mầu nhiệm chính là ở chỗ này đây.
Nếu chẳng biết nghĩa này, dẫu tham thiền đạt được cốt tủy, khán giáo minh tâm, hễ còn mảy may hoặc nghiệp chưa hết sạch, thì vẫn luân hồi sanh tử y như cũ, chẳng thể thoát lìa được. Hãy chớ nên tự ỷ lại, để đến nỗi bị hàng ngu phu ngu phụ do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, được đến nghiệp vãng sanh phải thương xót. Than ôi, kẻ ngu dại tầm thường tột bậc, phần nhiều đạt được lợi ích thật sự, còn người đại thông minh, chẳng mong chi sát cánh kẻ vai. Phần đông là vì ỷ mình thông minh, tuy có Phật lực vẫn chẳng chịu nương cậy, rốt cuộc phải luân chuyển số kiếp dài lâu, chọn chẳng có thủa thoát ra, chẳng đáng buồn ư. Từ xưa bậc cổ đức vốn sẵn mang lòng bi của Phật để sướng tịnh độ, bao nhiêu chức thuật, nhiều khôn kẻ xiết, nhưng phần lớn viết bằng theo loại văn ngôn chẳng thuận tiện cho hạng bình dân. Cư sĩ Lý Viên Tịnh vốn dựa theo bốn kinh tịnh độ và ý tứ từ những chức thuật của cổ đức, dùng lối văn nói bạch thoại để xình dương tịnh tông. Tùy nội dung sách được chia thành 10 môn, lời văn gần đến 1 vạn chữ, nhưng mỗi chữ mỗi nghĩa đều phát xuất từ kinh Phật hay lời tổ, chọn chẳng tự lập ý kiến để tự khoe khoang, để nỗi mắc lỗi làm người hoại pháp. Do thấy sách này có ích cho kẻ sơ cơ Phật học thư cục, đặc biệt xếp nó vào loại tiểu tùng thư để sách được lưu truyền rộng rãi, nay lại in riêng theo lối chữ tạm hiệu đại tự, để những người lớn tuổi mục lực suy yếu chẳng bị khó đọc. Lại cậy quang viết lời tựa dẫn giải, hòng khơi gợi chánh tín. Những nghĩa trọng yếu khác trong sách đã tự có đủ, không cần phải rườm lời. Phải biết pháp môn tịnh độ là biển pháp để hết thảy các pháp đổ về. Nếu ai tìm được như thế, người ấy liền có thể cao đăng chín phẩm ngay trong đời này, tương lai chắc chắn viên mãn tam giác. Có kẻ cho lời ấy nói quá lố, tôi thưa, tội lỗi này tôi đâu dám gánh vác, đã có bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật gánh chịu rồi. 27. Lời tựa cho bản in gộp chung hai sách Tịnh Độ Phấn Biện và Công Quá Cách, năm Dân Quốc 18, 1929. Cổ nhân nói, tử sanh diệt đại hỷ, khả bất bi tai, chết sống cũng lớn thay, chẳng đáng buồn ư. Biết chết sống đáng buồn, hãy nên cầu lấy pháp có thể liễu được sanh tử, thì chuyện đáng buồn sẽ biến thành đáng vui. Nếu chẳng cầu pháp liễu sanh tử, sanh lòng bi cảm xuông, có ích chi đâu. Đại trượng phu sống trong thế gian không chuyện nào chẳng tính toán sẵn, nhưng chỉ có mỗi một chuyện sanh tử đa số đều ngược ngạo bỏ mặc không hỏi tới, mãi cho đến khi báo hết mạng tận phải theo nghiệp chịu báo, chẳng biết một niệm tâm thức này sẽ lại đi thọ sanh trong đường nào. Cõi trời người là quán trọ, tam đồ là quê nhà, mỗi lần thọ báo trong tam đồ là trăm ngàn kiếp, chọn chẳng có dịp nào lại được sanh trong cõi trời người. Do vậy nói rằng đương nhiên không thể nào không miệt mài cầu tìm pháp liễu sanh tử. Phải biết pháp môn vô lượng, nhưng đều phải dùng tự lực để đoạn hoặc chứng chân thì mới có phần liễu sanh tử. Nên chúng sanh đời mà hơi khó để được lợi ích thật sự ngay trong đời này, chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thật là bậc nhất, do cậy vào Phật tử lực. Nên dẫu là kẻ chưa đạn được hoặc nghiệp, vẫn có thể thoát khỏi cõi xa bà này, lên cõi cực lạc kia. Pháp môn tịnh độ quả thật là một sự nương tựa lớn lao cho hạng không có sức đoạn hoặc như lũ chúng ta. Vì thế cư sĩ Châu Tiếp Thần chỉ sợ người đời quen thói chấp thường, chẳng chịu tu tập đến nỗi tự lầm. Do vậy đem những thứ nghi tình chính mình từng ôm ấp trước kia, mỗi mỗi đều mổ xẻ rạch ròi để hướng dẫn hết thảy mọi người cùng hàng. Lại còn đính kèm những thiên sách khuyên hiếu răn dâm để làm những hướng dẫn hỏng nghiêm ngặt vâng giữ điều thiện tột bậc, răn dè là điều ác tột bậc, ngõ hầu nền tảng vững vàng tiến tu không bị vướng mắc. Lại sợ bị sai sót trong luân thường và xử sự hàng ngày, nên đem Công Quá Cách in kèm vào phần sau. Trộm nghĩ Công Quá Cách này chính là nhiệm vụ trọng yếu để canh vật trí trì, thành ý chánh tâm, hễ tận hết tâm lực thực hiện thì lo chi chẳng đạt đến địa vị thánh hiền. Và những ai có trí mong thành thánh thành hiền, xin chớ vì pháp này vụn vặt rồi xem thường thì tốt đẹp lắm thay. Thêm nữa, Công Quá Cách viết theo thể văn xuôi, chẳng thuận tiện tụng thuộc, cảm ứng thiên âm chất văn thật sự là cội nguồn của Công Quá Cách. Vì thế cung kính chép vào đầu sách để mong sao sáng chiều tụng đọc, chiếu rọi lẫn nhau, ngõ hầu ba nghiệp thanh tịnh, một dạ thuần thành chuyên dốc, hòng đấng sanh ra ta khỏi thẹn, hành vi trở thành mẫu mực cho cõi đời. Do vậy thế pháp lẫn Phật pháp một bè cùng tu, thành tựu chính mình, thành tựu người khác, chọn chẳng sai biệt. Trước là kế thừa bậc thánh đời trước, sau là mở mang nếp học cho người sau, tán trợ quyền sanh trưởng, giáo hóa của trời đất, giúp cho đất nước yên lành, đều do những lời lẽ tầm thường, hành vi tầm thường ấy mà đạt được. Nếu bỏ đi những điều này chẳng thực hành, cầu lấy pháp huyền diệu nào khác,
Dẫu cho sở đắc lớn lao, vẫn chỉ có thể lợi lạc cho hạng căn tánh nào đó mà thôi, vốn chi là kẻ chuyên trộm bà xuông mà hỏng được lợi ích. 28. Lời tựa cho bộ giác hậu biên, năm Dân Quốc 18, 1929. Khổng Tử nói, tánh tương cận dã, tập tương viễn dã, tánh thì gần giống như nhau, nhưng do rèn luyện mà thành khác xa nhau. Tánh chính là bản thể của giác, tập chính là công dụng của giác. Tánh thì phàm thánh, chúng sanh Phật chọn chẳng khác nhau, nên nói tương cận cũng giống như nói nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Con người có cùng một cái tâm này, tâm có cùng một lý này. Tập thì có thuận tánh nghịch tánh sai khác, thuận theo tánh thì suy tư, nảy sinh ý niệm, xử sự đều tự có thể nén giận, khắc chế được ham muốn, dứt lòng tà, giữ lòng thành, cho đến khi nhân dục hết sạch, thiên lý thông suốt, sẽ khôi phục trọn vẹn giác tánh nơi bản thể, cho đến trở thành hiền thành thánh, vượt ra ngoài điều mong đợi lúc ban đầu. Người như thế gọi là giác giả. Người đã giác ngộ trước, tiền giác, đem điều chính mình đã giác để giác ngộ kẻ chưa giác, khiến cho họ đều cùng được giác, khiến cho những kẻ chưa giác sau đấy với mỗi đều giống như bậc tiên giác vậy. Đại pháp để kế thừa đời trước mở mang cho đời sau, tham dự quyền sanh thành giáo hóa của trời đất, duy trì thiên hạ hậu thế ấy, cũng chính là nguyên do vì sao con người cùng với trời đất được xưng là tam tài vậy. Vì thế y doãn nói, dư thiên dân trì tiên giác giả giã, dư tường dĩ từ đạo giác từ dần giã, phi dư giác chi nhi thủy giã. Ta là người giác ngộ trước hết thảy nhân dân, ta phải đem cái đạo ấy để giác ngộ cho những người dân ấy, chẳng phải là ta giác ngộ họ thì còn ai vào đây nữa. Ông ta đã có hết thảy nhân dân như thánh hiền, nhân dân nghe được lời lẽ ấy, ai chịu tự hạn cuộc trong phận ngu hèn, chẳng thể không sốt sáng tu trì để tiến thẳng vào địa vị thánh hiền ư? Tiếc cho đời sau chưa được bậc tiên giác chỉ dạy, thường mê chân đuổi theo vọng, trái giác xuôi trần, rong ruổi trong sách, trong thanh sắc của cả lợi lộc, đến nỗi đạo đức nhân nghĩa đều bị bỏ lửng hết. Tuy cũng sẵn có giác tánh ấy, nhưng vì trái nghịch nên không những chẳng thể là hiền thánh, mà trái lại còn đọa xuống phận ngu tối tầm thường, thành phường bạo loạn, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Kinh thư dạy, duy thánh võng niệm tác cuồng, duy cuồng khắc niệm tác thánh. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh, nên chẳng thể không miệt mài tìm tòi đạo hậu giác, giác ngộ cho người chưa giác. Cư sĩ Chánh Định Vương Khắc Am là một vị ẩn sĩ vào đời Thanh xưa kia, do cõi đời đang trong thuở mạt, khó thể thân cận thánh hiền, không thể do đâu mà bắt chước theo khuôn phép được. Hạng người bình thường lại chẳng thể lãnh hội những lời lẽ trong sáu kinh, luận ngữ, mạnh tử. Do vậy, bèn chọn lọc những lời dạy trong cảm ứng thiên, âm chất văn, công quá cách và những lời lẽ tốt lành về hiếu thảo cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng, giữ thân xử thế, sửa lỗi hướng thiện từ những chữ tác của những bậc hiền triết xưa nay, biên soạn thành một tập sách, tổng cộng gồm 14 môn. Đầu tiên là Minh Tông, nêu rõ tông chỉ, sao lục ba thứ cảm ứng để làm tổng cương, cương lãnh tổng quát. Mỗi môn sau đó đều nhằm nêu tỏ ý nghĩa, những khuôn phép nên tuân theo, những điều nên răn rẻ thuộc về ba thứ cảm ứng ấy. Nếu người đời sau đọc được cuốn sách này, sẽ giống như giở cái lưới lên, mọi mắt lưới đều căng ra, gốc đã lập đạo bèn sanh, và mỗi lời nói, mỗi hành động, không gì chẳng theo đúng khuôn khổ. Giống như vàng lỏng đổ vào cái khuôn tốt đẹp, lẽ đương nhiên phải trở thành món vật đàng hoàng, giống như giống lúa tốt được đẫm mưa ngọt, chắc chắn mùa màng bội thu. Thiện quả thế gian đã đạt được, thì ai chịu vạch đất tự hạn chế, chẳng chịu chăm chú tu chỉ pháp môn tịnh độ, để mong chứng trọn vẹn giác, tánh ấy, để trở thành vô thượng đại giác trong thế gian lẫn xuất thế gian ư? Em ông ta là Lôi Hạ, tính lưu truyền sách này đưa cho tôi xem, do vậy bèn quyên mộ tiền bạc ấn lát để lưu truyền rộng rãi. Người có duyên gặp được hãy nên đọc kỹ, nghĩ chín đừng để lướng qua thì may mắn lắm thay. 29. Lời tựa sách học Phật Thiền Thuyết, năm Dân Quốc 13, 1924. Phật Pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đáy. Chính Pháp giới kia, dù thánh phàm lợi độ khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập. Ví như tu la hương tượng và mũi mỏng uống nước biển cả, mỗi loài uống no bụng rồi đi, nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được, nếu không chỉ có thể đích thân nếm vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đáy được. Nhưng Phật Pháp chính là Pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh. Ngoài cái tâm của chúng sanh ra,
chọn chẳng có pháp nào thêm vào được, vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hai. Nhưng do mê muội trường ngộ, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nỗi trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não, ác nghiệp che lấp giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, trọn chẳng bị giảm suy. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, tùy thuận cơ nghi thuyết pháp, tùy tùy theo căn cơ đặt ra đại tiểu quyền thật thiên viên đốn tiệm, đủ mọi thứ sai khác, nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái trần hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi. Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoằng thệ nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hòng khôi phục tâm tánh sẵn có thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào chấn đán Trung Hoa hơn 1.800 năm qua, phàm là bậc vô thánh tối hiển vĩ nhân danh sĩ, không ai chẳng tuân phụng lời Phật dặn dò mà hộ trì lưu truyền. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sử thế trong cõi đời đều được bao gồm chẳng sót. Và những gì Phật pháp đã nói về cha tử con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác của việc chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận và không chọn hết tình nghĩa, không chọn hết bổn phận. Chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận thì chỉ có thể dạy bậc thượng trí, còn nếu là kẻ bẩm tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm ắt sẽ chống trái. Nếu biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành ắt sẽ gắng sức, muốn làm ác ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn, dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân liễu sanh thoát tử, dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc, bỏ sự bạo ác trở thành thuận lương. Gần đây thế đạo nhân tâm suy hãm đã đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngày như cả mối quan hệ cha con vợ chồng họ còn muốn đạp đổ, huống chỉ những mối quan hệ nhỏ hơn ư. Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo muốn cứu vãn, để khuyên khắc mọi người nghiên cứu Phật học, kiêng giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn đến vạn, không ai chẳng ngả theo chiều gió, mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp vân căn bản, để dứt đại loạn, vẫn hồi vận nguy, uốn nắn thế đạo lòng người vậy. Đang trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiên tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Cư sĩ Vương Bác Khiêm túc căn sâu dày, tâm cứu đời tha thiết, lại còn là chủ bút một tờ báo, nắm mấu chốt thao túng ngôn luận, muốn khiến cho mọi người cùng hàng đều cùng học Phật, do kinh luận trước thuật Phật giáo văn sâu nghĩa, thẳm. Dẫu là văn nhân sẵn đủ trí huệ nghiên cứu lâu ngày, vẫn có thể hiểu được mấu chốt để bước vào chỗ sâu thẳm, huống hồ ngu phù ngu phụ ư. Do vậy ông ta đem những lý chính mình đã thấy soạn thành học Phật thiền thuyết, những lời bản nông cạn về sự học Phật gồm 20 thiền, nhất là dùng những chữ nghĩa thông tục, nhưng những lời lẽ ấy vốn đều xuất phát từ kinh luận của Phật tổ, chẳng qua mượn lối văn đơn sơ rõ ràng để trình bày, mong sao người nhã kẻ tục cùng xem, trí hay ngu đều thấu hiểu vậy. Do quang hình tích tuy khác, nhưng trí đạo vốn đồng, ông Bác Khiêm đã chống lòng hỏi xuống, đem bàn thảo gửi cho xem, lầm lạc cậy quang giám định sửa chữa để tiện lưu truyền. Do vậy bèn đọc kỹ càng khôn ngăn hoàn hỉ, bày tỏ nỗi lòng ngu độn để tỏ sự đồng ý, nguyện khắp những người đọc đều sanh lòng tin, bao nhiêu lợi ích sẽ tự chứng biết. 30. Lời tựa lưu thông cho bản in gộp chung hai sách Phật Tổ Tâm Đăng và Thiền Tịnh Song Úc, năm Dân Quốc 20, 1931. Tâm đăng của Phật Tổ thường luôn sáng ngời, lý tột cùng thiền tịnh tràn ngập pháp giới, ai nấy đều sẵn có, cần chi phải tán dương, do vì kẻ chưa hiểu rõ mà phải ghi chú tỉ mỉ bên dưới. Kinh Phạm Võng dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, lại nói người là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành,
Trong kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát trông thấy tứ chúng đều lễ bái thưa: "Tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật." Trong hội Hoa Nghiêm, khi Đức Như Lai thành đẳng chánh giác than rằng: "Lạ thay, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí sẽ được hiện tiền. Do vậy biết chúng sanh về bản thể là Phật, nhưng vì mê muội nên chưa ngộ, hoặc ngộ nhưng chưa chứng nên chẳng thể tránh khỏi vẫn là chúng sanh. Phát khiến cho họ được ngộ, không chi hơn tham thiền, tức tham cứu điều thường được gọi là thấy được bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, nhằm dạy con người hướng về lúc trước khi dấy lên ý niệm để đích thân thấy được chủ nhân ông. Nếu có thể thấy triệt để thì gọi là ngộ, nhưng phiền não chưa đoạn thì vẫn chẳng thể thoát khỏi luân hồi y như cũ. Nếu có thể đoạn hết sạch phiền hoặc thế gian thì mới vượt khỏi được bang cõi. Do vậy biết rằng chứng là chuyện lớn lao chẳng dễ dàng gì. Vì thế chẳng thể không nương vào tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để mong cậy vào Phật tử lực đới nghiệp vãng sanh. Suy nghĩ chín chắn nghĩa này sẽ biết Như Lai đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, chẳng phải chỉ để tiếp dẫn riêng hạng hành nhân tầm thường, mà thật ra còn nhằm bảo vệ những người đã có ngộ chứng trong tông trong giáo, chưa đạt đến mức phàm tỉnh lẫn thánh kiến đều bất khả đắc. Phiền hoặc hết sạch đương nhiên sẽ giải thoát. Người đã ngộ đã chứng nhưng chưa đạt đến mức cùng cực, nếu không có pháp môn tịnh độ che chở nhiếp trì thì những hành nhân ấy lại phải thọ sanh, kẻ bị chìm đắm thì nhiều mà kẻ tấn tu thật ít. Cảm ơn đức của Phật khiến con người khôn ngoan nghẹn ngào ứa lệ. Đại sư Liễu Nhiên túc căn sâu dày, lúc mới xuất gia bèn dốc trí nơi tùng thừa, nhọc nhằn tận lực tham cứu lãnh hội được chỗ chỉ quy. Do những bài kệ của Thất Phật và 30 vị tổ của Tây Trúc, Đồng Trấn, Trung Hoa, phần sầu nghĩa thẳm thật khó thể lãnh hội, sư bèn chú thích rõ rõ ràng, thêm vào một vài câu chữ khiến ý nghĩa càng được sáng tỏ, bèn đặt tên là Phật Tổ Tâm Đăng. Tiếp đó, sư vân du các phương nghiên cứu cùng tổ kinh luận mới biết pháp môn tịnh độ quả thật là biển pháp rất sâu để chư Phật chư Tổ tự lợi lợi người rốt ráo. Để thải các pháp, không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp này, không pháp nào chẳng quy hoàn pháp này. Do vậy, sanh lòng tin chân thật, tận lực tu trì để mong được vãng sanh ngay trong đời này, hồng thỏa ý nguyện ban đầu. Lúc nhàn hạ, bèn nêu tỏ những lý cốt yếu của thiền và tịnh. Lời lẽ đích xác thiết thực khiến người khác tỉnh ngộ sâu xa, đặt tên thiền tịnh song úc, thiền và tịnh cùng gia công gắng sức. Tuy đề xướng thiền tông nhưng thật ra chú trọng tịnh độ, ngõ hầu, người đã ngộ chứng lẫn kẻ chưa ngộ chứng đều cùng được liễu thoát ngay trong đời này. Bạn của sư là Đại sư Đức Sâm muốn ấn hành lưu truyền, cậy tôi thẩm định và thuật những ý nghĩa cốt yếu, do vậy bèn thâu tóm những ý nghĩa quan trọng để giải bày. Điều đáng tiếc là văn tự lẫn ý nghĩa của hai cuốn sách ấy hơi sâu, kẻ sơ cơ thông thường chưa thể vừa đọc đã hiểu rõ được ngay, nhưng sách tiếp dẫn kẻ sơ cơ rất nhiều, nên điều này vẫn chưa phải là điều đáng ân hận vậy. Tuy thế, sách này cũng có thể khiến cho kẻ tham thiền nhưng chưa ngộ chứng sẽ có được đạo để hoàn tất ngay trong đời này, có ích cho kẻ tu thiền lớn lắm. Nguyện những ai thấy nghe đều cùng sanh lòng tin tưởng. 31. Lời tựa cho tác phẩm Chánh học Khải Mông Tam tự tụng tài chú, bài tụng vỡ lòng cho trẻ bằng thể loại 3 chữ nhằm hướng dẫn về cái học chánh đáng, với lời chú giải của ông Tề Dụng Tu, năm Dân Quốc 20, 1931. Con người cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hai, thánh phàm như một. Thánh nhân đạo, nho đạo, thích là những bậc đã thấu hiểu tâm của chúng ta giống hệt như nhau. Trước hết thương xót chúng sanh, vì mê hoặc nên chưa ngộ được lý ấy, chưa thụ dụng được. Do vậy mỗi vị đều lưu lại ngôn giáo để dẫn dắt khơi gọi, mong sao ai nấy đều đích thân chứng được lý đó. Lại còn dùng tiên giác để giác kẻ hậu giác. Nhưng đạo nho chú trọng cách xử thế, nên chú trọng giảng về luân thường. Đối với lý tuột bực về tâm tánh bất quá chỉ trình bày đại được đầu mối mà thôi. Nếu có thể nghiên cứu Phật học đến tột cùng, hễ có sở ngộ lãnh hội thì ngay trong đơn thường xử sự hàng ngày sẽ không một điều nào chẳng thấm đẫm nhất chân, đầu đầu cũng gặp nguồn. Vì thế xưa nay những vị lập đại công, dựng đại nghiệp, lòng tinh trung chói lòa nhật nguyệt, hạo khí lấp trời đất phần nhiều là do học Phật đắc lực mà ra. Đó gọi là chẳng biết đến Phật Pháp sẽ không thể nào biết đạo nho được. Chẳng biết đến cái hay của pháp xuất thế sẽ không có cách nào xử thế trọn vẹn được.
Đạo thích đặt nặng xuất thế. Vì vậy, toàn bộ lương thưởng thế gian và lẽ tột bực về tâm tánh mỗi mỗi đều nên tỏ đến triệt để, tùy theo căn cơ mà lập giáo, đối bệnh phát thuốc, ngõ hầu hết thảy chúng sanh, ai nấy tùy theo cơ nghi đều được lợi ích thật sự. Do đấy gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, mỗi mỗi đều dạy về nhân đời trước, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả đời sau, khiến cho con người có muốn làm ác cũng chẳng dám, không muốn làm điều thiện cũng không thể được. Nếu ai nấy đều biết nghĩa này, há luân thường chẳng được chỉnh đốn, thiên hạ thái bình ư? Phật Pháp dạy về nhân thừa thiên thừa mà hiệu quả còn được như thế ấy, nếu lại xét đến lợi ích của thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thừa, há còn có thể suy lường được ư? Điều đáng tiếc là tống nhau hẹp lượng. Do học Phật Pháp, họ hiểu được tâm pháp của thánh nhân, nhưng muốn suy tôn nho giáo bèn ngược ngạo bài bác Phật Pháp. Thật ra về căn bản họ bài bác là vì muốn cho con người thành ý chánh tâm, chọn hết tình nghĩa bổn phận. Nhưng nhân quả ba đời, luân hồi đục đạo chính là thật lý, thật sự trong thiên hạ xưa này. Nếu con người biết điều này, há có dám trái tâm nghịch lý, để trước lấy tội lệ, đến nỗi tại tương lai bị đọa vào chỗ chẳng vừa ý, ta sẽ tự nhiên chánh tâm thành ý, chọn hết tình nghĩa bổn phận. Tống nhỏ nói Phật dùng nhân quả báo ứng luân hồi sanh tử để dụ dỗ mê hoặc kẻ ngu tục, chẳng biết con người do bẩm thụ khí trời đất mà sanh. Đến khi đã chết rồi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dẫu có hình phạt, lấy gì để thi thố đây? Họ lầm lạc, tưởng chết đi, là diệt mất vĩnh viễn, trở thành đại tà kiến. Từ một chuyển ra nhiều, di hại cho đời sau, rất trái nghịch đạo nguyên thủy phản trung. Cố trì sanh tử chi thuyết, truy xét đến tận nguồn gốc ban đầu cho nên hiểu được lời nói về sanh tử và ý nghĩa tình khí vi vật, du hồn vi biến. Cố chi quỷ thần chi tình trạng. Tình khí là vật, du hồn biến đổi, từ đó biết được tình trạng của quỷ thần, của thánh nhân. Do vậy, phường gian tà dám làm ác, vì hễ chết đi sẽ vĩnh viễn diệt mất. Nhiều hài kiệt đều chết sạch cả, sao còn khư khư giữ trường mực, chịu đựng ràng buộc, đến nỗi uổng công nhọc nhằn cả đời, sao không buông lung tình ý, mặc lòng thích gì cứ làm để hưởng hạnh phúc tự do tự tại ư? Do đấy thiện không có gì để khuyên, ác chẳng có gì để phạt, đây kia bắt chước nhau đến nỗi trở thành hiện tượng phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường. Trong ý bọn họ, tức bọn Tống Nho, cứ sợ đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, con người đa số sẽ theo về đạo Phật, nên mới đặc biệt xướng ra chuyện bài xích, để ngăn chặn hỏng con người không cách nào tiến nhập đạo Phật được, ngõ hầu nho giáo hưng thịnh vĩnh viễn không bị suy sụp. Nào biết là ngược lại, khiến cho đạo thánh nhân do vậy bị diệt mất, chẳng đáng buồn ư? Cư sĩ Giang Dịch Viên ở Vụ Nguyên xưa đã trọng cội đức, phẩm đức cao cả, học vấn ưu tú, thoạt đầu chuyên đề cao chỉnh châu, chẳng biết Phật là người như thế nào. Về sau do đã từng trải sâu xa, trí kiến câu nệ dần dần tiêu tan, thử đọc kinh Phật mới biết giống như lên non thái, nhìn các bốn phương tâm thần thông suốt vui sướng không chi phí được, mới biết tiền nho do trí kiến môn đỉnh khiến cho hậu thế chẳng được hưởng lợi ích nơi pháp, đau tiếc khôn cầm. Vì thế ẩn cư ở quê nhà, nói theo tu trì, người trong cả làng đều được ông giáo hóa, lại mong khơi gọi dẫn dắt cho thế hệ tương lai, mong sao họ được hưởng lợi ích thật sự. Do vậy bèn soạn bài tụng mỗi câu gồm ba chữ, được thuật ý chỉ lớn lao vì sao nho Phật, lập giáo giác ngộ cõi đời và những nét tránh về hành trạng của chư tử trong lịch sử. Ngõ hầu người học chẳng bị lầm lạc với những lời lẽ mang tính chất môn đỉnh của người xưa, để đều cùng chọn hết luân thường học nho, tận hết tánh học Phật, lo toàn cõi đời hay xuất thế, đều gộp thành một việc, sáng tỏ minh đức, để ở yên nơi trí thiện, không trụ vào đâu mà sanh tâm, chẳng chấp một pháp nào, tu chọn các điều lành, vĩnh viễn lìa khỏi bốn tướng, phô chọn vạn đức, chứng pháp sẵn có trong tâm ta, kế tục đạo Như Lai đã đắc ra là thỏa thích bổn hoài của tiên thánh, gần là bổ đáp cho lỗi lầm của Tống Nho, công đức ấy thật chẳng cạn cợt. Môn hạ của ông ta là Tề Dụng Tu lại chú giải bài tụng ấy để người đọc vừa xem liền hiểu rõ. Cư sĩ Lý Viên Tịnh đặc biệt cho ấn hành cậy tôi viết lời tựa, ngõ hầu lưu truyền rộng rãi, do vậy chẳng nài kém cỏi trình bày đại lược. Nguyện những vị phụ huynh và những người mang chức trách giáo dục hãy bảo con em cùng đọc tụng sách này thì sẽ biết dù nhau hay thích đều chọn chẳng phải là hai đạo, lo toàn cõi đời hay xuất thế, vốn là một pháp, nhân quả tỏ thì tâm tánh tự ngộ, luân thường rành mạch thiên hạ thái bình, lẽ tất nhiên là như thế ấy, người sáng mắt chớ nghĩ lời tôi là viển vông vậy. Bà hai lời tựa cho tác phẩm Chánh học Khải Mông Tam tự tụng du chú.
Năm Dân Quốc 27-1938, khi soạn hai bài tựa này, vẫn chưa biết nhóm giảng cư sĩ đã chìm đắm quá sâu vào chuyện mâm cát bút gỗ, cầu cơ. Lòng người suy hãm chánh đạo khó nghe lắm thay, con người tánh vốn lành sẵn có minh đức, nhưng vì không có người chỉ dạy nên tối tăm chẳng biết, nhưng có kẻ được chỉ dạy càng thêm mê muội, đến nỗi suốt cả đời chẳng được nghe chánh đạo. Vì thế Khổng Tử nói, triều vạn đạo, tịch tử khả hĩ, sáng nghe đạo tối chết cũng được, đủ thấy cõi đời, kẻ sống uổng chết phí nhiều lắm thay. Ấy là vì đạo ở gần lại cầu nơi xa, sự tùy dễ mà cầu nơi khó, kẻ giảng giải đạo học toàn làm sáng tỏ đạo của thánh nhân, lại ngược ngạo làm cho tâm thánh nhân bị tối tăm che lấp, là vì chẳng khởi sự từ cội rễ, cứ dốc sức nơi nhánh ngọn, lại còn tưởng cội rễ là nhánh ngọn, tưởng nhánh ngọn là cội rễ. Tuy muốn thành ý chánh tâm, nhưng chẳng chú trọng trừ sạch món vật tư dục trong tâm, thì cái tâm này đã bị món vật tư dục che lấp, nên tri kiến đều lấy tư dục trong tâm làm chuẩn mực. Như kẻ yêu vợ thương con, dù vợ con tồi tệ đến đâu đi nữa vẫn cứ cảm thấy là tốt, chọn chẳng biết là tồi tệ. Do tâm chìm đắm trong tình yêu thì sẽ không có chánh tri chánh kiến. Nếu trừ sạch được tư dục yêu thương thì vợ con tốt hay xấu sẽ như gương hiện bóng, tốt xấu thấy ngay lập tức. Tư dục đã không có thì chân tri sẽ tự hiện, ý chẳng mong thành mà tự thành, tâm chẳng mong tránh mà tự tránh, thần chẳng mong tu mà tự tu. Trì chính là minh đức, cách vật trí tri thành ý chánh tâm tu thân, chính là công phu để làm sáng tỏ minh đức vậy. Đầy đủ năm điều này thì minh đức sẽ sáng tỏ, sau đấy sẽ chú trọng tề gia trị quốc cho đến thần dân để ở yên nơi trí thiện vậy. Xử lý nhân quả ba đời, luân hồi sáu nẻo trong kinh thi, kinh thư, kinh dịch cũng như sử ký hán thư đều đã có ghi, chẳng qua chưa thể nói tường tận nguyên do đấy thôi. Có những chuyện ấy thì kẻ căn cơ hạng trung hạng hạ biết làm lành sẽ được điều lành giáng xuống, làm điều chẳng lành tai ương sẽ giáng xuống. Đã có những điều mong mỏi hâm mộ, có những điều sợ hãi như vậy thì chẳng muốn thành ý chánh tâm mong mỏi thiện báo cũng không thể được, vì sợ ác báo mà chẳng dám làm chuyện ác. Này có kẻ cho rằng xử lý nhân quả luân hồi ấy chính là do Đức Phật bịa ra để gạt gẫm ngu phụ tuần phụng giáo pháp của ngài, chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn cho rằng con người chết đi thần hồn diệt mất, còn ai để chịu hình phạt và thác sanh, hễ chết sẽ vĩnh viễn diệt mất, nghiều lẫn kiệt đều chết sạch. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt, đến nỗi ủa nhau phế kinh điển, phế luân thường thực hành biến con người thành loài thú, chẳng đáng buồn ư. Cư sĩ dịch viên thoạt đầu chẳng biết Phật cũng chẳng khỏi, người ta nói sao mình bảo vậy, đến khi xem kinh Phật mới biết trước kia sai lầm, bèn ngầm tu tại gia, người trong cả một làng đều được ông giáo hóa. Do muốn tạo sự hướng dẫn sáng suốt cho thiên hạ đời sau, bèn soạn bài tụng theo lối ba chữ để nêu rõ vì sao Phật là Phật, Khổng Lão và Phật tuy giống nhau nhưng chẳng giống nhau. Phật và Khổng Lão tuy khác nhau nhưng chẳng khác nhau. Do con người chưa xem kinh Phật thì không những chẳng biết Phật mà cũng chẳng biết Nho, đã xem kinh Phật mới thật sự biết Nho, vừa xuất thế vừa lo toan cõi đời, vừa tiêu cực vừa tích cực, tâm pháp nhà Nho nhà Phật một mực thông suốt, lại còn trình bày đại lược những điểm quan trọng trong lịch sử đạo học, ngõ hầu mở toang rào rộng cùng trở về đại đồng. Một nhân là Tề Dụng Tu đã đặc biệt soạn tiên chú, lời chú giải đại lược để người đọc đều hiểu. Đến năm Dân Quốc 20-1931, ấn hành lưu truyền trong đời, quang từng viết lời tựa. Này một nhân là Du Hữu Duy, do thấy bản chú giải của ông Tề quá đại lược, kẻ chưa đọc kinh Phật và các sách vở Nho giáo sẽ khó thể thấu triệt. Do vậy bèn viện dẫn kinh luận để diễn giải thông suốt lợi ích không thể kể xiết. Nếu chịu nghiên cứu, ắt mộng thâm nhập, từ đấy tuân theo lời Khổng Mạnh dạy để duy trì thế đạo, tu pháp của Như Lai, để triệt chứng tự tâm, ắt sẽ tuân giữ lòng dè dặt kinh sợ, tu trì ba điều phản tỉnh, vâng lãnh bốn điều dừng, để chẳng thẹn vì phải ẩn giấu những điều nhỏ nhặt, ngũ uẩn rỗng rang, chẳng lập mày trần, tịnh sáu căn, lìa chọn các tướng, đạt thẳng đến chỗ trở về, chỗ không có gì để đạt được thì mới đắc bổ đẻ viên mãn, làm bậc trượng phu, điều ngự, làm đạo sư cho trời người, để do lấy những điều này làm nền tảng vậy. Bà ba lời tựa cho bộ Tấn Liên Tông Sơ Tổ Lô Sơn Huệ Viễn Pháp Sư Văn Sao. Năm Dân Quốc 24-1935, đại pháp của Như Lai bao trùm pháp giới, bao quát có không, chỉ dạy chân tâm sẵn có, tỏ rõ diệu dụng tùy duyên,
Tâm thể ấy chúng sanh và Phật giống hệt như nhau, phàm tánh chẳng hay, trần thường bất biến, tịch chiếu viên dung. Do Phật chứng rốt ráo nên được quốc uẩn đều là không, vượt khỏi các khổ, chẳng lập mày trần, phô bày trọn vẹn vạn đức. Do chúng sanh triệt đẻ mê nên đến nỗi mê trần đuổi theo vọng, trái giác hiệp trần, luân hồi sanh tử, chọn không có lúc thoát ra. Do vậy Đức Như Lai tùy theo căn cơ của chúng sanh, nói đủ mọi pháp, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, đích thân thấy được cha mẹ vốn có, lần chéo áo tìm được hạt châu, liền được quả báo vô tận nhà mình sẵn có. Bậc thượng căn cố nhiên được giải thoát, nhưng hàng trung hạ vẫn trong luân hồi, nên đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, vượt ngang ra khỏi tam giới, khiến cho các hạng trung hạ nối gót bậc thượng căn. Lợi ích ấy không thể nào diễn tả được. Nghĩa này tuy phát xuất từ hội phương đẳng, nhưng thật ra đạo ấy bắt nguồn từ hội Hoa Nghiêm. Chỉ vì phàm phu tiểu thánh không thể dự hội Hoa Nghiêm nên không có cách chi vâng nhận được. Trước khi kinh Hoa Nghiêm được chuyển đến Trung Quốc, pháp môn tịnh độ thường bị coi là đạo phương tiện hay tiểu thừa. Sau khi phẩm phổ hiền hạnh nguyện đã được dịch ra rồi, mới biết đây là lời giảng chân thật về pháp thành Phật. Viễn Công ở Lâu Sơn xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai. Chưa thấy được kinh Niết Bàn đã soạn luận pháp tánh thường trụ, chưa xem kinh Hoa Nghiêm đã xiển dương tông chỉ hướng dẫn về cực lạc, lập pháp ngầm hợp với các kinh đạo thích hợp khắp ba căn, thông trên thấu dưới, hít thỏa thích bổn hòa xuất thế của Đức Như Lai, giải quyết trọn vẹn đại sự sanh tử của hàm thức. Nếu chẳng phải là bậc đại quyền thị hiện, làm sao có thể dự đoán như vậy được? Vì thế pháp sư La Thập nói, kinh dạy trong đời mà sau này phương Đông sẽ có vị Bồ Tát hộ pháp, gắng lên nhân giả, hãy khéo hoằng dương chuyện này. Tăng chúng Tây Phực đều nói đất Hán có bậc khai sĩ đại thừa, liền hướng về phương Đông cúi lại, dâng lòng lên dặng Lô Sơn, tung tích thần lý chẳng thể lường được. Xét ra Viễn Công vào năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9, 384, đời Hiếu Vũ Đế, nhà Đông Tấn, mới đến Lô Sơn trụ tại chùa Tây Lâm của đồng môn là Pháp Sư Huệ Vĩnh. Sau này, do người đến học đông đảo, Tây Lâm chật hẹp không chứa hết nổi, nên lại dựng chùa Đông Lâm. Lục mới non liệu sơn thần hiển linh, gỗ giường tự đưa đến, thứ sử Hoàn Y bèn đứng ra xây cất, đặt tên cho điện ấy là Thần Vận, đều biểu thị sự linh dị. Do vậy bậc cao hiền tăng tục lũ lượt tìm đến. Đến ngày 28 tháng 7 năm Canh Dần 390, tức năm Thái Nguyên 15, sư cùng tăng tục 123 người kết xã niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Những người ấy lúc lâm chung đều ứng hiện tướng lành, đều được vãng sanh. Ấy là vì mọi người đều có trí huệ siêu quần bạt tụy, lại được Viễn Công chỉ dạy và được sức rủi mài gọt rũa của các bạn nên đạt được lợi ích ấy. Đấy chính là những người kết xã đầu tiên. Nếu xét theo cả một đời Viễn Công trong hơn 30 năm, những người được hưởng sự pháp hóa tu trì tịnh nghiệp đắc tam muội lên liên bang kẻ sao cho xiết. Xét từ năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9, 384, Viễn Công đến Lô Sơn về Tây vào mùng 6 tháng 8 năm Bính Thìn, tức năm Nghĩa Hy 12, 416. Suốt 32 năm, không ra khỏi núi, chẳng dẫn mình vào cõi tục. Những chư thuật hoàng dương pháp hóa hộ trì Phật giáo của Ngài đều chép đầy đủ trong Lô Sơn tập, trải bao cuộc biển dâu thất lạc gần hết. May là trong những bộ Hoàng Minh tập, Quảng Hoàng Minh tập đều có sao lục, khiến cho dấu thơm của cổ đức được truyền mãi mãi trong cõi đời. Thái sử Gia Kiện Am ở Như Cao đến tuổi già dốc lòng tin tưởng Phật pháp, chuyên tu tịnh nghiệp, xem rộng khắp các sách, phạm những chư thuật Viễn Công và những bài truyện tán ký tụng vân vân do người đời sau soạn ra đều sao lục đầy đủ, tập hợp thành sách đặt tựa đề là Huệ Viễn Pháp Sư Văn Sao. Phần thành hai bộ Chánh Biên và Phụ Biên. Một nhân là hạng Chí Nguyên, lại còn sao lục bổ sung ủy thác quang, giảo chánh và ấn hành. Trộm nghĩ Viễn Công là liên tông sơ tổ, sách ấy được lưu truyền rộng rãi, người đọc sẽ có giấy lòng tu trì. Nhưng do tài lực không đủ, trước hết bèn in một vạn bản để sướng xuất, sau này sẽ có người kế tiếp liên tục in, thì làm sao biết được con số. Người học đời sau do cuốn sách này đều biết cội nguồn của pháp môn tịnh độ, ắt đều gặp việc nhân chẳng chịu nhường, nối gót bậc tiên giác, cùng thoát khỏi ngũ trược, cùng lên chín phẩm sen. Vì thế trước lúc sắp chữ, bèn được thuật lai lịch, còn như đạo đức công nghiệp văn chương sự cảm thông của Viễn Công, đã được chép đủ trong Chánh Biên và Phụ Biên
của Huệ Viễn Pháp Sư Văn Sao. Ở đây không cần rườm rà lời tường thuật nữa. Cõi đời chuyển tụng Viễn Công và 18 vị cao hiền, 123 người kết xã. Trong số 18 vị ấy, Viễn Công đứng đầu, 15 người kia, đa số là những vị kết xã đầu tiên. Nếu Ngài Phật Đà Bạt Đà La vào năm Nghĩa Hy thứ 2, 406 đời Tấn An Đế mới dự vào liên xã, tức là năm thứ 17 sau khi Lô Sơn kết xã, Ngài Phật Đà Gia Xá dự vào liên xã trong năm Nghĩa Hy thứ 10, 414, thì đấy là năm thứ 25 sau khi Lô Sơn kết xã. Trong Bảo Vương Luận, Pháp Sư Phi Tích có nói Viễn Công nhận lãnh phép niệm Phật Tam Muội từ Ngài Phật Đà Bạt Đà La, xong bèn cùng những vị cao hiền tăng tục kết xã niệm Phật. Đấy chính là đề cao những vị tăng Tây Trúc, nhưng chưa khảo cứu tường tận thời gian Ngài Phật Đà Bạt Đà La dự vào liên xã vậy. Bà Từ, lời tựa Bộ Vệ Sinh Tập, năm Dân Quốc 20, 1931. Giữa khoảng trời đất hoàn toàn là một khối nguyên khí, thái hòa. Vì thế mưa gió đúng thời, lúa thóc chín rộ, các loài động thực vật đều được sanh trưởng. Nếu con người thấu hiểu hành theo điều này, cố nhiên chẳng thẹn đứng chung với trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài. Từ đấy sẽ tự bảo vệ kẻ khác, cốt sao hết thảy hàng thức đều được sống yên ổn, cùng vương lẽ thiên chân. Đấy chẳng phải là kế thừa đời trước mở mang đời sau, dùng tiên giác để giác hậu giác, bù đắp cho chỗ thiếu sót của trời đất, giúp cho quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất đó ư? Nhưng người đời do tham vui sướng bụng miệng, bắt lấy các loài vật bơi dưới nước, chạy trên đất, bay trên không để giết ăn, cốt sao thỏa thích bụng miệng mình, bảo vệ cái danh mạng của ta. Như vậy thì muốn cầu giữ gìn mạng sống lại đâm ra gặt phải kết quả trái ngược. Do sát sanh nên gây ảnh hưởng lớn lao đến thiên hòa, cảm lấy lệ khí, khí hung dữ độc hại, đến nỗi những thiên tai như lụt lội hạn hán, ôn dịch sâu dày vân vân. Do kết quả của sát nghiệp, phát sanh những nhân họa, tai họa do con người gây ra như đôi bên chiến tranh. Xét đến nguyên do của những tai họa ấy, nói chung là do trong đời trước hay đời này đã sát sanh ăn thịt mà ra. Tai họa do ăn thịt cực kỳ khốc liệt, không chỉ gây hại cho đời này mà còn gây lụy đến nhiều kiếp. Và những ai muốn tự bảo vệ cuộc sống của chính mình, không thể nào không bảo vệ cuộc sống của khắp hết thảy các loài dưới nước, trên hư không, trên mặt đất vậy thay. Ăn thịt để bảo vệ mạng sống là chuyện lạ lùng quá sức, do thói quen cứ coi đó là thường. Như người Phi Châu giết người làm việc, người xứ ấy cứ điểm nhiên chẳng lấy gì làm lạ cả. Nghĩ lại thuở xưa thánh nhân ngự trên ngôi, kinh thư đã chép, điểu thú ngư miết hàm nhược, chim thú cá ba đều sống yên vui. Nhược nghĩa là thuận, hàm nhược nghĩa là đều thuận theo thiên tánh của nó, chẳng mắc nỗi khổ giết hại và sợ hãi kinh hoàng chạy trốn. Đấy quả thật là nói đến hoài bão, càn vi đại phụ, khôn vi đại mẫu, dân ngô đồng bào, vật ngô dữ dã. Càn là đại phụ, khôn là đại mẫu, dân là người ruột thịt với ta, loài vật giống như ta vậy. Được như thế thì chẳng xứng là một vị bảo vệ cuộc sống lớn lao ư? Tiếc rằng những chuyện viên vệ sinh học hiện thời cứ hại sinh mạng kẻ khác để bảo vệ cuộc sống của chính mình, giúp cuộc đời này đời sau khổ báo vô cùng. Dê và người lần lượt xoay vần, mạnh yếu lần lượt thay đổi vai trò, đến tận đời vị lai cũng khó thể kết thúc được. Do vậy những bậc bảo vệ sinh mạng lớn lao xưa nay đều đề xướng yêu thương loài vật, thực hành lòng từ, kiêng giết phóng sanh, trì trai ăn chay, tín nguyện niệm Phật. Quả thật là nghĩa cử bảo vệ sinh mạng rốt ráo viên mãn đến tột bậc vậy. Cư sĩ Hoàng Ngụ Thê dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tu trì tịnh nghiệp, muốn vãn hồi thế đạo, nhân tâm, đặc biệt tập hợp những ngôn luận của các bậc danh nhân xưa nay và đủ mọi chuyện quả báo do sát sanh hay phóng sanh, đặt tên là vệ sinh tập. Mong sao mọi người đời muốn bảo vệ sinh mạng của chính mình thì trước hết hãy bảo vệ mạng sống của những sinh vật bơi dưới nước, sống trên mặt đất, bay trên không kia. Tự bảo vệ sinh mạng như vậy thì chẳng phải chỉ trong một đời này, mà còn khiến cho đời đời kiếp kiếp phàm sanh vào nơi đâu đều được tốt lành, không có các tai họa. Nếu lại niệm Phật đem công đức bảo vệ sinh mạng này hồi hướng vãng sanh thì sẽ có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đoạn hết sạch phiền hoặc, đăng đại vô ý, bảo vệ sinh mạng cho các hết thảy những chúng sanh cô đơn, đành đành không nơi nương tựa trong sáu nẻo. Đấy gọi là ý nghĩa nhỏ nhiệm của việc bảo vệ sinh mạng vậy. Cư sĩ Quách Hàng Trai do thấy mấy lúc gần đây sát nghiệp ngút ngàn, chọn chẳng nghi người dứt, liền muốn lưu truyền tập sách này, ngõ hầu người đọc đều cùng phát tâm bảo vệ sinh mạng, hỏng dứt sát kiếp, uốn nắn phong hóa, cậy tôi giảo duyệt. Do vậy tôi sửa đổi đôi chút thứ tự, danh xưng số quyển, lại đăng kèm vào,
theo mấy đoạn phê phán của tiền nhân dưới mỗi đoạn văn, đang kèm theo khuyến hiếu ca và bát phản ca của người đời đường vào sau sách, ngõ hầu ai nấy đều coi trọng bảo vệ sách mạng, đều vâng giữ lòng hiếu để mở rộng lòng nhân đức, hầu báo ân cha mẹ. Nhưng hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong tương lai, ắt sẽ mở rộng lòng hiếu kính để mong rốt ráo tự bảo vệ sanh mạng, bảo vệ sanh mạng kẻ khác vậy. 35. Lời tựa cho bộ chánh tín lục của cư sĩ là Lưỡng Phong. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Vì thế Đức Phật coi hết thảy chúng sanh đều là Phật, thường họ trái giác hiệp trần, luân hồi sáu nẻo, trải kiếp số nhiều như mày trần, không cách gì thoát lìa được. Do vậy tùy theo căn cơ lập giáo, đối bệnh cho thuốc, đủ mọi phương tiện chỉ dạy, mong sao họ sẽ trái trần hiệp giác, bỏ vọng về với chân, tiêu trừ hoặc nghiệp vốn chẳng có, chứng trọn vẹn Phật tánh sẵn có mới thôi. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, cho nên nghe lời Phật, nhìn hành vi của Phật chẳng thể tin nhận ngay. Có kẻ cho là huyễn vọng chẳng thật, chỉ nhằm gạt gẫm kẻ ngu tục. Có kẻ cho rằng đạo Phật phế bỏ luân lý, làm hại chánh đạo. Có kẻ cho rằng càng gần lý càng gây lợi lớn lao cho lẽ chân. Nhưng Đức Phật chẳng vì những điều ấy mà vứt bỏ họ, chỉ đợi khi thời tiết nhân duyên chín muồi sẽ ra tay độ thoát. Có lắm kẻ vì thoạt đầu chẳng hay biết nên lầm lẫn bài xích, tiếp đến do hiểu biết sâu xa bèn tận được tu, sau đấy do chân nên ngộ chứng. Do vậy liễu sành thoát tử siêu phàm nhập thánh, rồng để lại ngôn giáo nhằm khơi gợi người sau. Do họ đã biết rõ Đức Phật lập pháp bao gồm trọn vẹn hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, không những chẳng trái pháp thế gian mà còn hữu ích lớn lao cho pháp thế gian, luận về mà tu trì thì chẳng bỏ sót điều thiện mảy may nào. Nhưng nhất tâm vô trụ, bản đến đế lý, chẳng lập mảy trần, nhưng vạn đức đều tỏ lộ trọn vẹn. Vì thế những người có trí kiến lỗi lạc, có trí đặc biệt quý hướng, không một ai chẳng dốc lòng sùng phụng để mong tự lập, lập người, tự lợi lợi tha. Cũng có kẻ ăn trộm những nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoàng dương đạo nho, lại ngược ngạo ra sức bài bác Phật pháp hết sức dữ dội, hỏng ngăn chặn người trong thiên hạ đời sau đừng bước vào Phật pháp. Bổn ý của họ chẳng qua là do tri kiến môn tưởng nặng nề, sợ chẳng ra sức ngăn lấp thì mọi người đua nhau theo Phật, cửa nho do đó sẽ bị lạnh lẽo điêu tàn. Họ chẳng biết bậc thượng căn thật sự quyết chẳng bị ngăn chặn, nhưng kẻ trung hạ do họ bài xích nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, sẽ cho đó là những điều Đức Phật dùng làm căn cứ để gạt gẫm kẻ ngu tục. Đối với những pháp Đức Phật dạy như sửa lỗi hướng thiện và liễu sanh thoát tử vân vân, họ chê bai là tự tư tự lợi, hễ có điều gì để làm lành thì đấy chính là ác, ắt sẽ mong sao không làm gì mới là làm lành, trái nghịch ý chỉ, đánh đổ ham muốn sảng bậy của chính mình, giảm bớt lỗi. Bậc hạ thì học, bậc thượng thì thấu đạt của thánh hiển quá lớn, cũng như trái nghịch đạo hướng theo thì lành, trái nghịch thì xấu, xuôi theo thì tốt lành, trái nghịch thì hung hiểm của kinh dịch kinh thư. Vận dụng xuông thuật, chọn hết tỉ nghĩa, chọn hết bổn phận thành ý chánh tâm nhằm yên đời và tạo ra phong tục tốt đẹp. Đối với căn bản khiến cho con người không thể nào không chọn hết tỉ nghĩa, chọn hết bổn phận thành ý chánh tâm, lại hoàn toàn vứt bỏ, đem chuyện thuộc về khả năng của thánh nhân giao cho phàm phu thực hành, cho nên đến nỗi thiện không có gì để khuyên, ác chẳng có gì để phạt. Đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, đủ mọi vở tuồng xấu ác như phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường đều được diễn ra. Cái gốc họa quả thật là do cái tâm trộm cướp, bài xích nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và quan niệm có làm gì để làm lành thì đó chính là ác, và tự lợi lợi tha, liễu sành thoát tử là tự tư tự lợi mà ra. Do vậy người có tâm lo cho thế đạo liền xúm nhau nghĩ cách cứu vãn. Khéo sao tôi được tặng cuốn Chánh Tín Lục do cư sĩ là Lưỡng Phong biên soạn, đọc xong nỗi cánh cánh bên lòng được cởi gỡ. Cư sĩ thường nguyện tái lai, dùng tầm mắt thông suốt lớn lao vô ngại, đối với những chuyện thế tục nghi ngờ như thiên đường, địa ngục, con người và súc vật luân hồi, thân trước thân sau vân vân, mỗi mỗi đều dựa theo kinh, dẫn chứng từ sử để chứng minh những chuyện đó. Đạo học uyên nguyên, những lời bàn luận tột cùng của các bậc danh nhân và các lối tu trì, cũng như pháp cậy vào Phật tưởng lực để vượt ngang ra khỏi tam giới, thể đều chỉ bày tường tận, duyên do khiến cho con người biết được cửa nẻo, có chỗ dựa nương, có sao kẻ câu nệ hẹp hòi thấy được vầng mặt trời, khiến cho những kẻ cô đơn lênh đênh trở về quê nhà vốn có. Tạo lợi ích không thể nào diễn tả được, tôi bèn dọc tránh câu chữ, tính in ra trước hết một vạn cuốn để đề sướng, sau đấy mặc lòng những nhà từ thiện, bao lượt tái bản ngõ hầu lưu truyền khắp toàn quốc. Vạn tôi là đại sư thể phạm, nguyện bỏ tiền ấn loát,
Cư sĩ Quách Phục Đình ở Triều Châu muốn khắc mộc bản cho Tinh Tường, cậy tôi dò duyệt bản in gốc và viết lời tựa ngõ hầu được lưu truyền rộng rãi. Dù thế con người có cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, người có tâm ưa điều lành ai mà chẳng giống như ta, trong cùng một lúc vừa được sắp chữ vừa được khắc in, đúng là một chuyện may mắn lớn lao trong hiện thời. Về những ai thấy nghe, do những điều ông Lưỡng Phong đã nói sẽ tin sâu xa vào lời Phật, dùng ngũ giới thập thiện lục độ vạn hạnh, tùy phần tùy sức, tu trong luân thường hàng ngày, lúc sống sẽ dựa vào địa vị thánh hiền, mất đi sẽ lên cõi cực lạc, ngõ hầu chẳng phụ chân như Phật tánh sẵn có, và lòng đại từ phổ độ của Như Lai, cũng như một phen ông Lưỡng Phong khổ tâm để sướng hướng dẫn vậy.